Hello mọi người, hello chị em ở trong chỗ. Chào chị Thu và chào tất cả mọi người đây. Lại một lần nữa chào buổi sáng ở bên Đức và chào buổi trưa, buổi chiều ở Việt Nam và ở bên Úc hoặc là ở đâu đó các bạn đang theo dõi. Chào mọi người đến cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của mình và với chị Phương Diệu Thu. Yay! Ngày hôm nay thì trước khi mà trò chuyện thì chị em đã có 2-3 phút thôi nhỉ, kiểu warm up, nhưng em cũng cảm thấy rất là xúc động. Và như một cái lời giới thiệu của em dành cho chị Thu thì mỗi lần mà nhớ đến cái người chị em bạn gì này của mình thì em nghĩ đến cái nghệ thuật Kensuke, là cái nghệ thuật hàn gắn của Nhật Bản. Khi mà cái concept của nó là khi mà có một chiếc bát hay một chiếc đĩa mà đã vỡ và đã có những cái mảnh vỡ thì người ta sẽ dùng vàng để ghép lại, và người ta tin rằng là vì chiếc bát chiếc đĩa đó dù là có những cái vết xước, dù là có những cái vết đổ vỡ, thế nhưng mà nó lại có lịch sử và nó đẹp hơn và nó giá trị hơn. Và em nghĩ không còn gì phù hợp hơn khi mà kiểu được mời chị Thu đến đây và được sẽ lắng nghe câu chuyện của chị. Như em cũng nói là có thể là chị đã xuất hiện ở rất nhiều nơi, livestream rất là nhiều, là một người coach, là một bà chủ, là một bà mẹ của nâu đá nữa. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với tư cách là một người tình chị ha. Sẽ kể câu chuyện tình yêu của mình và nói những cái thứ đầy tình yêu. Không còn để mọi người chờ lâu hơn nữa thì chị Thu có thể giới thiệu cho mọi người về bản thân chị một chút được không ạ? Cảm ơn bối. Chị rất là thích cái tiêu đề người tình của em ấy, bởi vì là đúng là thường thường thì thường chị sẽ xuất hiện với trạng với tư cách là coach này, hoặc là đấy mình bán bánh mì này, hoặc là con mẹ cô đá này. Nhưng mà mới dạo gần đây thôi thì câu chuyện tình yêu nó quay trở lại rất là nhiều, và thực sự đây là một trong những cái pain point, những cái điểm đau đớn nhất 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 trong cuộc đời. Nhưng mà phải gọi là mình phải đi đến trường để học, để tốt nghiệp, thì đúng là trường tình yêu là một trong những cái trường mà mình tốt nghiệp đi tốt nghiệp lại mà vẫn chưa chưa thoát. Thì rất là vui được ngồi ở đây để nói chuyện với bố và mọi người về cái câu chuyện này. Em mới ra một cái podcast, em đặt tên là kiểu Trạm yêu ấy. Thì em cũng có giới thiệu là mình là một người kể và người nghe những câu chuyện tình. Em biết là cái chuyện tình yêu ấy, khi mà mình ở trong một cái mối tình ấy, tự nhiên mình được thể hiện mình một cách bản ngã nhất, một cách nó tự nhiên nhất, đúng không ạ? Sau một thời gian yêu đương thì không có cái gì để giấu, không còn cái gì mà để che. Hoặc là em đã thấy kiểu có những lúc mình học, đúng không? Mình học rất nhiều kiến thức, mình học rất là nhiều những cái technique nữa. Thế nhưng mà rõ ràng khi yêu một người ạ, là cái lúc mà mình được thể hiện bản thân mình một cách chân thật nhất. Thì trước khi mình vào trò chuyện sâu hơn thì mới muốn hỏi ở đây có ai đang xem chị em mình trò chuyện không, thì có thể là gửi một lời chào ạ, gửi một lời trái tim, hoặc là có thể có thể giới thiệu bản thân mình là ai nữa để chúng ta kiểu cùng quen biết nhau. Và mọi người hôm nay nếu mà cũng có hứng thú vào cái câu chuyện của chị em mình nữa thì cũng có thể là nghĩ luôn cái câu hỏi hoặc là cái chia sẻ cũng được ạ. Tại vì hãy take advantage trở ra đây, vì chúng ta có một người empowerment coach là chị Thu ở đây. Thì hỏi đầu tiên của em dành cho chị Thu là khi mà nhắc đến chữ yêu á, thì cái gì đầu tiên sẽ bật luôn ở trong đầu của chị? Cái mà đợt bật ra đầu tiên trong đầu chị đấy từ đau, bởi vì có nghĩa là có vẻ như là nó là một cái từ mà gọi là sum up cho toàn cho những cái trải nghiệm hồi trẻ của chị, hoặc gọi là hồi trẻ cũng không hẳn đâu, nhưng mà đấy là cách đây vài năm rồi, khi mà nó luôn luôn ở trong cái nguyên mẫu, cái khuôn mẫu đấy là mình yêu xong rồi mình phải break, mình phải chia tay, và nó rất là ngắn ấy, cái khoảng 5-6 tháng. Thế nên là chị rất ngạc nhiên khi phải gặp những cái người mà họ có thể yêu nhau trên 1 năm. Chị bảo là tại sao mình có thể làm được như vậy. Nó đau là một trong những cái mà signature trong trong tình yêu của chị, và nó cũng là một trong những cái điểm mà để như em nói đấy, mình có thể chữa lành được chính mình ấy. Yêu từ đâu? Thế mọi người ở đây thì khi mà nhắc đến từ yêu thì mọi người sẽ ra cái từ gì không? Như hôm qua chị em gọi hỏi chị Na và chị Nhi câu hỏi tương tự như thế, câu hỏi đầu tiên để mở đầu cái show này thì chị Na thì bảo là nghĩ đến từ thương. Đó thì là một cái sự kiểu cái thương với chị thì nó sau cái yêu nữa, kiểu nó sâu đậm hơn ý. Còn chị Linh thì ra từ là từ cãi nhau. Yêu lâu yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Thế em thấy kiểu một cái câu hỏi nó một chữ yêu thôi ạ, nhưng mà đúng là nó bản dạng của nhiều người thì nó khác nhau ấy. Thế như em thì yêu thì nó ra một cái ánh sáng, không hiểu tại sao như vậy. Em cảm thấy cứ mỗi lần mà em lạc lối ở đâu đấy, em mất phương hướng ấy, thì cái tình yêu nó như cái ánh sáng nó cứ kéo mình về. Cái chữ đau thì mình có thể chia sẻ hơn sâu thêm một cái chữ đau được không ạ? Thì những cái chuyện chuyện tình hoặc những cái trải nghiệm của chị có ấy, thì cái mối tình nào là nó để lại cho chị một cái kiểu những bài học sâu sắc nhất, hay là Chị nghĩ là cái nỗi đau này thực ra là nó không đến từ từ cái người, thực ra là tức là mình sẽ cố gắng không chơi trò nạn nhân ở đây, đúng là
có những cái phần nào đấy mà nó đến từ cái cách mà người kia đối xử với mình, nhưng mà phần lớn ý, thì nó đến từ cái tư tưởng của bản thân mình đối với chính mình. Thì trong từng cái mối quan hệ nó đều có những nỗi đau khác nhau, và tất nhiên là nó cũng có những cái bài học khác nhau. Chị nhớ là chị nhớ cái lần đầu tiên ấy, cái lần đầu tiên mà chị thấy thích một ai đấy hồi học cấp 2. Lúc đấy là chị crush một người bạn mà bạn ấy gọi là, trời ơi, phải gọi là hot boy trường ấy. Ai rõ ràng luôn, nhìn thấy cái lưng là thấy kiểu mê mẩn rồi. Nhưng mà lúc đấy thì chỉ dám crush thôi. Bởi vì mình nghĩ là mình không bao giờ có thể vươn tới được, mình không bao giờ nổi bật hay xinh xắn hay là dễ thương để mà người ta có thể chú ý đến mình được. Thì chị đã luôn luôn có một cái tư duy như vậy về bản thân mình. Mình không xinh này, mình không đủ hấp dẫn này, mình làm sao mà có thể những cái người đàn ông xịn sò kia làm sao mà có thể chú ý đến mình được. Chị đã có một cái pattern là crushing, cái khuôn mẫu đấy là mình cứ crush người khác. Không thể thoát ra khỏi nó được. Thì cái lần tiếp theo mà chị crush thì là crush một bạn người Nhật, thì lúc đấy là bọn chị cùng làm tình nguyện với nhau. Mà cho bạn này thì gentleman thôi rồi luôn, kiểu lúc nào cũng để tao đưa mày đi ăn nhá, mày cảm thấy như thế nào, xong rồi quan tâm kiểu từ chân xuống dưới, mà mình bảo là cho người ta thấy, nghĩa là người ta thích mình đúng không? Nhưng mà xong rồi phát hiện ra thì bạn ấy không có thích mình, thế là chị đã khóc mấy một ngày, kiểu nằm trên giường lăn lộn, sao mày không yêu tao, tại sao đối xử mày như thế mà mày không thích tao? Thế lúc Phan cho em hỏi cái lúc đấy với cái hồi cấp 2 đầu tiên này nó có xa nhau không hay là nó cũng xa nhau đấy, bởi vì là cái hồi cấp 2 nó chuẩn câu chuyện nó còn lằng nhằng hơn nữa, là bởi vì cái hồi cấp 2 sau một thời gian thì chị rơi vào cái trạng thái là bị bắt nạt đấy, và sau khi mà bị bắt nạt bởi những người bạn trai trong lớp của mình, thế nên là mình thấy rất là sợ con trai, rất là sợ cái việc phải tiếp cận đàn ông nói chung, và từ đấy thì luôn luôn cảm thấy mình không đủ. Và ngày trước đã thấy là mình không đủ rồi, bây giờ mình thấy không đủ nữa. Nó xuống xoáy sâu hơn nữa. Thì bạn đấy là chắc là tuổi khoảng tầm năm 22 tuổi gì đấy. Thì crush bạn ấy, dám crush bạn ấy lần đầu tiên, nhưng mà sau đó thì phát hiện ra là bạn ấy thích cái bạn người bạn khác của mình, là cái bạn mà mình lại giới thiệu cái bạn đấy cho nhau, hay kiểu mình chính là người giới thiệu hai người cho nhau ấy. Thì đấy, nó vẫn đến từ cái câu chuyện, nó vẫn đến từ nỗi đau đấy, là mình không thể nào, mình không thấy là mình đủ xứng đáng để cho người ta yêu ấy. Thế nên mình cứ toàn crush nhầm, crush bừa bóp bãi cho ai nào đối xử tốt với mình, thì mình nghĩ là người ta có thể là the one của mình ấy. Và sau đó thì tại vì mình có cái niềm tin như thế nên mình không, thế là người ta lại chứng tỏ cái niềm tin là mình không xứng đáng được yêu. Thì đấy là cái nỗi đau như vậy, và chị vẫn tiếp tục mang cái nỗi đau ở đấy đi vào từng mối quan hệ một. Thì chị nhớ cái lần đầu tiên, cái người yêu đầu tiên của chị là cái người mà nói với chị là ôi anh thấy em rất đáng yêu. Chị nghĩ là chị kiểu fall for it từ cái câu nói đấy, bởi vì thực sự lúc đấy là mình thấy ôi có người, một người đàn ông nói với mình là mình rất đáng yêu, mình không thể tin rồi, mình lúc nào cũng nghĩ là không ai nghĩ như vậy. Nên là chị mới yêu anh ấy. Cái yêu này nó đến từ nỗi sợ, rồi đến từ sự kiểm soát, và đến từ việc là tại vì cái người này nói với tôi là anh ấy yêu tôi, thì nên là tôi cần phải bám lấy anh ấy, tôi cần phải bám lấy cái người duy nhất nói với tôi là tôi xinh đẹp. Và đấy là một cái nỗi đau rất là lớn, chỉ là đối với một người phụ nữ trong một quan hệ, khi mà mình không thể thấy được cái giá trị của mình, và mình luôn luôn phải cầu xin cái giá trị và sự công nhận của người khác ấy. Thì trong một cái, chị hoàn toàn là cái người mà chạy đuổi theo anh ấy, bọn chị yêu xa, anh ấy ở Mỹ, bọn chị gặp nhau ở Nhật, cùng làm tình nguyện ở Nhật, và sau đó thì anh ấy phải đi Mexico. Sau đó thì chị về Việt Nam. Mà chị là cái người mà luôn luôn nói mình là ôi mình sẽ phải đi sang Mỹ, mình sẽ phải làm thế này và đấy, mình có thể đi tình nguyện và mình sẽ kiếm tiền để đi sang Mỹ. Và trong chị thì lúc nào cũng có một cái thầm, một cái hy vọng đấy là anh ấy sẽ nói điều tương tự với chị, nhưng mà anh không bao giờ nói. Anh là một người rất là thực tế, anh bảo là với anh lúc nào cũng nói là ta không biết bao giờ chúng mình có thể gặp nhau. Các bạn như thế, nhưng mà chị lúc nào cũng nuôi hy vọng là biết đâu đấy, nếu như mình cố gắng thêm nữa, mình thể hiện cho anh ấy là em ở đây với anh này, em sẽ không bỏ anh đâu này, rồi các thể loại thì anh ấy sẽ đền đáp, sẽ đưa cho mình cái mà mình cần. Đấy là tình yêu, đấy là cái sự công nhận, đấy là cái sự thể hiện cái giá trị của mình ấy. Thì sau khi mà kết thúc cái mối quan hệ đấy thì chị nhận ra được cái bài học đấy, chị nhận ra là hóa ra là khi mà mình chia tay người nó ngoài, chị mất 2 tháng, 2 năm chứ, 2 năm không anh over, kiểu cứ khóc không suốt. Thì chị làm cái mà mình đau buồn ấy, không phải là mình kết thúc vấn đề là nó ngoài đâu, mà cái mình đau buồn đấy là mình thấy rằng là mình không còn ai để mà có thể nói với mình cái điều mà mình không dám tin nữa. Đấy là em rất đẹp, em rất là tuyệt vời, anh rất là yêu em, các kiểu như thế. Mình nghĩ rằng không còn ai nữa. Và chị thấy là cái nỗi sợ này là cái nỗi sợ mà có rất nhiều
những người mà chị nói chuyện cùng hay những người chị làm việc cùng cũng có. Mình sợ rằng khi mà mình bỏ người đàn ông này đi, mình bỏ công việc này đi, mình bỏ cái này đi thì mình không còn cái tốt hơn nữa. Ừ. Thế là nó settle down ở đấy, mình cứ ở đấy thôi. Ừ. Đấy là một cái bài học rất là lớn sau cái câu chuyện mình đầu tiên, đấy là ok, hóa ra là mình đã thiếu đến mức mà như kiểu người ăn xin ấy, mình được vứt cho một cái mẩu xương, thế là mình vô lấy cái mẩu xương để lấy học để nó, mình không biết mình có rất nhiều những cái ngon lành hơn ở ngoài kia. Đó là cái nỗi đau của chị. Cảm ơn chị Thu vì đã chia sẻ về cái nỗi đau mà bây giờ có thể là nhìn lại, đúng không? Cái cô gái bây giờ nhìn lại cái phiên bản 22 tuổi của mình nhiều năm trước đó thì có thể rành mạch kể ra, rành mạch để nhặt ra được những cái nỗi đau, rành mạch để nhặt ra được là ồ, hóa ra mình đã có những cái pattern như vậy. Ở đây mọi người, những cô gái trong chủ của bối và hôm nay đang nghe buổi trò chuyện này thì có ai đã từng có những cái trải nghiệm như vậy chưa? Ví dụ như em nhé, ngày xưa em cũng kiểu không crush nhiều đâu. Thế nhưng mà mình ở trong trạng thái là mình cô đơn ý, và mình cũng không có nhiều bạn ý. Nhưng mà đúng là rõ ràng là chỉ cần một cái người đàn ông mà họ chú ý đến mình, tức là mình ở trong bóng tối đó lâu rồi ý, và chỉ cần nhá, người ta đưa cho mình một ánh mắt thôi là cứ như là kiểu cả cái ánh sáng ấy, cả như cái spotlight nó chiếu vào mình ấy, và mình cứ nghĩ là ô, mình được công nhận, đúng không, mình được chiếu sáng đây rồi, và anh đấy là cái nguồn đấy là lao theo, là chạy theo, mà không biết được là thực ra với người ta hay rất là bình thường, nhưng với mình thì gần như là cả thế giới. Nhưng mà rất nhiều những cái đau khổ, rất nhiều những cái giọt nước mắt như vậy. Thì cho em hỏi là cái phiên bản mà ngày xưa mình, khi mà mình còn rất là còn hồn nhiên và gọi là bỡ ngỡ như vậy, và lúc mà tuổi mới đầu và tuổi còn trẻ, thì những cái giây phút nào mà chị thấy kiểu vui vẻ trong cái mối quan hệ đấy không? Thứ nhất là khi mà bắt đầu thời gian đầu mà anh ấy nó yêu thương mình, đúng không? Chắc chắn là cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy là wow, mình được sống trong cái tình yêu ấy. Có thể là không phải là tư tưởng bây giờ đi, nhưng mà hồi đấy có bao giờ chị cảm thấy kiểu hạnh phúc trong tình yêu mà nó đơn sơ và nó cũng trong trắng đấy không? Chị nghĩ là chị không cảm nhận được cái sự trong trắng đơn sơ hạnh phúc của tình yêu đấy cho đến rất là gần đây, nghĩa là trong khoảng 2-3 năm trở về đây. Còn những cái mối quan hệ trước thì cái mà chị cảm nhận được ấy, nó luôn là một cái nỗi sợ kiểu underlying fear ấy. Ừ. Mặc dù mình rất là hào hứng, mình rất là vui khi mà ở bên cạnh anh ấy, thế nhưng mà mình sẽ luôn có một cái giây phút nào đó nó rất là nó không phải là mình chủ ý làm như vậy đâu, nhưng mình sẽ cố gắng làm thế nào đấy để mà mình không làm phật lòng người ta, hay là mình không mình sợ là người ta nghĩ là mình không đủ thế này thế kia. Thế nên là gần như là mình không bao giờ có thể thả lòng đủ để mà tận hưởng cái giây phút đấy. Có thể là cái người đàn ông họ thực sự yêu mình thật, họ thực sự muốn kiểu shower mình kiểu with love chẳng hạn, nhưng mà kiểu quá là thiếu thốn và sợ hãi nên là mình diễn rất là nhiều. Mình diễn rất là nhiều và chị nghĩ là chị không thực sự cảm nhận được cái điều đấy. Rất là deep đúng không? Cảm ơn chị Thu về đã chia sẻ. Hôm trước em nghe cái khóa 3 ngày bắt mệnh công chúa của chị ấy, thì chị có nói một câu và em vẫn còn nhớ là cái sự thay đổi ấy, nó đến từ cái giây phút mà mình quyết định một cái gì đấy. Thì cái quyết định nào ấy theo chị thì nó đã kiểu nó một cái turning point và nó đã change your life forever, nó đã thay đổi cuộc đời của mình. Nếu như mà chị có nhiều rất là nhìn chị ra có rất là nhiều quyết định để mà thay đổi cuộc đời, nhưng mà nếu như nói về chuyện trong tình yêu ấy, thì chị nghĩ là nó là cái giây phút mà chị nghe nó vẫn hơi đau khổ, nhưng chị chả hiểu sao chị kể chuyện tình mà nghe nó đau khổ nhưng mà đại loại là đấy là cái giây phút mà chị thực sự bị gục ngã sau cái mối quan hệ, như chị nghĩ là khoảng mối quan hệ thứ ba. Đấy không phải là một quan hệ mà gọi là nó yêu đương tung tóe và nó ngọt ngào ngây thơ đâu, mà nó thực sự là một quan hệ karmic rất là đau khổ. Và trong một quan hệ đấy thì chị đã cho phép mình bị kiểu đánh lùi rất là nhiều thứ, bị kiểu chị không chỉ bị gọi là thế nào nhỉ, đây là một quan hệ mà chị cho phép mình làm nô lệ rất là nhiều. Mình làm nô lệ ở trong theo cái lối sống của cái người đàn ông mà mình sống cùng. Mình làm nô lệ trong tình dục, nghe cái này nghe thấy hơi sợ, nhưng mà thực sự là nô lệ trong tình dục nó rất là đơn giản thôi. Nó chỉ đơn giản là mình không dám nói ra cái nhu cầu của mình chẳng hạn. Và mình hay là cái việc mà mình giả vờ orgasm ấy, nó là một cái dạng trạng thái của nô lệ, và mình không thể hiện được bản thân mình, và mình cứ phải chiều ý theo người khác, thì đấy là một cái trạng thái nô lệ nhá.
nó còn là nô lệ trong cái theo cái cảm xúc của người đàn ông đấy nữa. Và chị nhớ là trong mối quan hệ đấy chị rất là dễ bị ảnh hưởng bởi việc khi anh ấy nói là anh cảm thấy như thế này khi em làm như thế này, anh cảm thấy rất khó chịu khi em không chịu đồng ý làm tình với anh chẳng hạn. Lúc đấy thì chị sẽ kiểu ôi đúng rồi, mình không phải là một người phụ nữ open minded về chuyện đấy, đúng rồi mình đang thế này thế kia, và mình sẽ lui cui mình đi sửa về vấn đề đấy. Và mãi về sau ấy chị mới nhận ra là mình đang bị manipulated, mình đang bị kiểm soát bởi các người đàn ông ấy, dùng cảm xúc của họ để mà họ thay đổi hành vi của mình ấy. Mình không hề nhận ra được điều đó. Thì cái nỗi đau là sau trong rất là nhiều lần bị đau như thế rồi ấy, thì đến một cái lần cuối cùng khi mà chị biết được là trong cái quá trình mà hai người ở bên cạnh nhau ấy, thì anh ấy vẫn đi hẹn hò với người khác nha, vẫn chat rồi vẫn nói chuyện, mà bọn chị ở với nhau khoảng 5 tháng sau đó thì sẽ tách nhau ra, bởi anh ấy là người nước ngoài, anh ấy sẽ phải đi để renew cái visa của mình một lần ấy. Thì ngay anh ấy kể lại cho chị về sau thôi, đấy là ngay khi mà bọn chị tách nhau ra thì anh ngay lập tức anh ấy đi hook up với người khác, và lúc đấy là vẫn còn ở trong relationship. Khi mà chị biết được cái tin đấy thì nó thực sự là một cái cú đập rất là mạnh vào mặt mình, nó là kiểu vũ trụ đang kiểu shut down, tỉnh dậy chưa, tỉnh chưa, bây giờ còn muốn sao nữa, kiểu như thế. Thì lúc đấy nó không chỉ là đau mà nó còn sót nữa. Sót là mình nghĩ là tại sao mình lại bị đáng đối xử như thế này, tại sao mình lại cho phép mình bị như thế này, bị người khác đối xử như vậy. Và nó là một cái giây phút mà chị nghĩ là nó không phải đến ngay lập tức sau đấy đâu, mà là sau một khoảng thời gian nữa chị mới nghĩ là ok, mình không cho phép cái điều này xảy ra nữa. Enough đúng không? Thế là đủ lắm rồi. Bắt đầu cái hành trình chuyển hóa, tất nhiên là cái hành trình mới bắt đầu khi mà chuyển hóa thì nó vẫn còn rất nhiều nỗi đau, và mình không nhìn ra được toàn bộ cái bức tranh như mình nhìn ra được bây giờ, nhưng mà thực sự là nó là một cái điểm khởi đầu. Yes, enough. Ở đây thì mọi người có ai có những cái giây phút mà mọi người thấy là enough chưa ạ? Và em cảm ơn chị Thu vì cũng đã chia sẻ những cái mà em nghĩ là nó rất là sâu, nó rất là chân thành, nhưng mà nó đúng là nó đau xót đúng không? Và em nghĩ là bất kỳ chúng ta khi mà nhìn lại về những cái trải nghiệm của mình, nó không hề dễ dàng một chút nào. Kể cả khi mình đã overcome nó rồi đúng không? Mình đã đi xa đến vậy, ngày hôm nay mình đã như là một cái chiếc đĩa và được ghép lại bởi vàng, đã đẹp hơn, giá trị hơn, nhưng mà thực sự em thấy để nhìn lại những cái trải nghiệm mình đã qua nó cũng không hề dễ. Chưa kể là đến cái thời điểm trước đấy mình đã phải face to face với nó đúng không? Mình đối mặt với nó, mình vượt qua nó rồi, mình nhìn lại mình vẫn thấy là wow. Thì em nghĩ là chúng ta đúng là ai cũng sẽ đều có những cái giây phút enough như vậy. Có thể của em thì nó không đến đến chuyện tình cảm, nhưng nó cũng đến từ những khía cạnh khác. Mà mình nhìn ra được là ô tại sao lại thế nhỉ đúng không ạ? Như hôm có lần em nói chuyện với cả chị Mai, thì em bảo là em cảm giác như trước kia em có thể vỡ ra khoảng 3-4 mảnh, thì em cứ tự em ghép được, em tìm, em lui cu em đi tìm những cái mảnh vỡ ở góc đâu đấy và em ghép lại được. Nhưng mà cái thời điểm mà em nghĩ turning point của em là em thấy em vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh rồi. Em không thể nào em tìm được hết tất cả những cái ngóc ngách đấy, những cái mảnh nó bé tí ti như vậy để tự mình ghép được vào nữa. Và mình nghĩ là mình cứ thế này thì mình fragile quá đúng không? Tại sao ở bên ngoài mình mạnh mẽ như vậy, ở bên trong của mình thì lại không có được cái sự nội lực mà như là mình nghĩ hoặc là như là mình muốn, và enough thì đó là cái để mình thay đổi thôi. Mọi người ở đây thì nếu mà được thì có thể là chia sẻ với hai chị em mình được không? Tại vì em nghĩ đây là một cái không gian mà mình rất là open với nhau rồi đúng không ạ? Mình cởi mở với nhau, và cũng em thấy chị nói cái điều rất là dũng cảm luôn. Em thấy kiểu thực sự là ngưỡng mộ ấy, là ngưỡng mộ. Nhưng mà đằng sau cái em tin được là đằng sau cái việc mà chị có thể nói là những nỗi đau đấy là chị đã phải trải qua rất là nhiều rồi, và cho đến bây giờ khi mà nhắc lại vẫn còn thấy hơi nhói một chút đúng không? thương cho cô gái đó. Thế cho chị Thu cho em hỏi đến bây giờ đi ạ. Bây giờ mà chị cảm thấy là 2-3 năm đây chị đã cảm nhận được cái tình yêu đơn sơ đấy rồi ạ, thì cái turning point này đã dễ chị ra một cái hướng bây giờ với chị, thì tình yêu nó có nhiều cái nỗi đau, có nhiều cái sự đau khổ hay không ạ, hay là nó sẽ đến từ đâu, nó có khác gì chưa? Chị muốn trả lời hai câu hỏi, nhưng mà cái đầu tiên của em khá là hay. Đấy là cái việc là cái gì nhỉ, khi mà mình, chị thì luôn nghĩ là chị có một cái tâm niệm ý, đấy là mọi cái nỗi đau ấy nó đều cần thời gian để hàn gắn. Cái giây phút mà mình nói với mình là enough, mình cần phải thay đổi, nó là cái điểm bắt đầu. Nhưng mà để đi đến được cái điểm mà mình thực sự hàn gắn được cái quá khứ của mình ý,
nó chị luôn luôn nghĩ là đấy là một cái lifetime journey ấy. Đúng là khi mà chị thì không nghĩ là mình gọi là dũng cảm gì để mình kể lại đâu, nhưng mà thực sự ấy, mỗi khi mà chị nhìn lại quá khứ của mình và thấy được là mình thiếu quá nhiều những cái thứ mà bây giờ mình biết, và nếu như mình biết được những cái điều mà lúc đấy mình cần biết ý, thì có lẽ là mình đã không broken như thế, có lẽ là mình không vỡ nát như vậy. Thế nên là chị có một cái calling đó chị cần phải nói ra, và chị nghĩ là mỗi một lần chị nói ra được, chị lại đối diện được lại với nó một lần nữa, chị được lại được soothing cái bạn nhỏ đấy của mình, cái bạn cô gái đấy của mình, và nói rằng là đúng rồi, cái pain này nó đau thật, thế nhưng mà nó là cái growing point nữa. Nó là cái điểm để mình phát triển lên nữa. Thế nên là it's okay, không sao cả. Cảm ơn chị một trả lời của em. Và còn cái thứ hai đấy là chị nghĩ là cái sự thay đổi khi mà mình có thể cảm nhận được cái tình yêu và ấm áp từ người khác ấy, nó đến từ việc là mình có thể cảm nhận được cái điều đấy ở chính bên trong mình. Thì sau khi mà chị quyết định là quá đủ rồi, bây giờ mình không thể chấp nhận cái việc đàn ông đối xử với mình như thế nữa, thì không hiểu sao là rất là kỳ lạ, đấy là chị được dẫn đến những cái mà nó là cái hồi đấy, chắc là cách đây khoảng 4-5 năm gì đấy. Thì chị được dẫn đến, rất tình cờ là được biết đến circular dating. Lúc đấy thì nó không hề nổi tiếng, không hề là một cái tool mà mọi người biết nhiều tới bây giờ đâu. Thì chị không hề biết nó là circular dating, chị chỉ biết là đây là một cái cơ hội để mình open, để mình mở rộng cái lựa chọn của mình. Và tại sao từ trước đến giờ mình chỉ có date một cái thằng, sau đó thì mình vô lên nó. Tại sao mở rộng cái cánh cửa của mình ra để tìm kiếm cái người đàn ông đấy. Và lúc đấy thì chị chỉ biết đến cái idea đấy thôi, cái ý tưởng đấy, và chị thực hành nó. Và sau khi thực hành nó thì chị mới phát hiện ra là thực ra là mình không cần phải đi date để được date, để được có người yêu đâu, mà mình thực sự có thể đi để mình quan sát bản thân mình, để mình học hỏi về chính mình, để mình xem là mình muốn gì, cái gì. Thì chị build nó rất là tự nhiên. Và sau đó sau một cái thời gian khi mà mình đi date như vậy á, mình mới nhận ra là hóa ra là mình có quyền được đòi hỏi, hóa ra là mình có quyền được lựa chọn, hóa ra là có nhiều hơn just one, nhiều hơn 1-2 người dành cho mình có một bể cá, và trên giờ thì mình chỉ có tập trung vào đúng cái the one. Nghĩa là nằm một cái tư tưởng đấy là có một chàng hoàng tử hoặc là một cái người đàn ông nó chỉ dành riêng cho mình, và mình bị misled bởi cái điều đấy ấy. Mình bị dắt mũi bởi cái điều đấy, mình quên mất rằng là thực ra có rất nhiều những người đàn ông mà có thể cái lúc mình gặp họ ấy, họ chưa thể hiện đấy là họ là the one đâu, thế nhưng mà trong cái quá trình họ phát triển cùng mình ấy, thì họ sẽ become the one với mình, sẽ trở thành người đấy với mình. Thì chị học được rất nhiều trong cái quá trình đấy, và đây cũng là cái thời điểm mà chị chữa lành rất nhiều về cái mối quan hệ với bản thân mình bắt đầu biết đến những cái tư tưởng về yêu bản thân, rồi biết đến cái việc là mình dành thời gian nhiều cho mình, biết đến cái việc là mình là một người phụ nữ thế này, phải chữa lành cái này, chữa lành cái kia, đại loại là trong khung thời gian đấy. Khi mà mình bắt đầu có đầy đủ bên trong rồi, khi mà mình bắt đầu biết đối xử tốt với mình rồi, thì mình có thể cho phép người khác đối xử tốt với mình được, thì mình mới nhận thức được là họ cũng đang yêu, họ cũng đang ngọt ngào với mình đấy. Chứ còn từ trước nay, nếu như mà ví dụ như từ trước đến cái hồi trước đấy, là khi mà bạn trai chị khen hoặc là tặng quà thì chị sẽ bảo có cho đấy một nhưng mà mình không thể tin được họ ấy. Mặc dù họ đang rất là ngọt ngào với mình không thể tin được, thế nhưng mà những năm gần đây thì sẽ là ôi em cảm ơn anh, em cảm thấy là trái tim nó tan chảy ra vậy. Nhưng mà nó cái cạnh cảm nhận nó rất là khác, mình có thể thực sự trong cái giây phút này mình cảm nhận được là ôi họ đang rất là ngọt ngào với mình, mình sống được trong cái giây phút là tận hưởng cái lời khen hay món quà đấy. Và chỉ nghĩa là nó đến từ cái việc là chị rất ổn với bản thân mình. Chị ổn với cái việc là mình yêu được mình hỗ trợ, mình nâng đỡ được mình. Và đặc biệt là sau cái chuyện mà chị vừa, đặc biệt là cái chuyện mà chị bước ra khỏi mối quan hệ 2 năm của mình, lần đầu tiên mà chị có một mối quan hệ 2 năm, thì nó lại càng khiến cho chị cảm thấy mạnh mẽ hơn rất là nhiều, bởi vì nó giúp cho chị có một cái sự tự tin về việc là mình hoàn toàn có thể walk away ấy. Tại vì mình biết cái lựa chọn của mình là gì, và mình rất tự tin cái lựa chọn đấy. Mình tin rằng là không phải người này thì sẽ phải là 100 người nữa, và mình có rất nhiều lựa chọn. Nên là mình dù đau đến mấy mình vẫn có thể walk away, mình có thể bước ra khỏi mối quan hệ đấy. Và chấp nhận đấy là mình vẫn rất yêu người này, nhưng mà mình biết là sẽ có người tốt hơn cho mình. Thì nó khiến cho chị
càng kiểu có cái sự tự tin đấy hơn. Mà khi mà có cái sự tự tin đấy thì cái việc mà mình có thể đi hẹn hò hay là mình chỉ enjoy, mình thưởng thức cái thời gian một người khác thì nó lại còn khiến cái việc mà mình tận hưởng cái thời gian nó đẹp hơn rất là nhiều. Mình không còn bị mình phải làm thế nào, mình phải diễn trò gì, mình phải thiện thế nào cho anh ý nữa, mình phải nói cái điều gì cho nó giống như là tính nữ bây giờ. Mà chỉ toàn là đấy, trái tim tôi như thế này đấy, package full package thì nhận hay không nhận thì tôi đi chỗ khác, kiểu như vậy. Rất là dũng cảm đúng không ạ? Chị mặc dù chị có nói là không phải dũng cảm hay gì đâu, nhưng mà càng nghe thì em lại càng thực sự là cái chữ dũng cảm nó lại lên, mặc dù mình vẫn đau nhá. Tại vì em thấy là có bản nỗi đau nó có rất nhiều bản dạng ạ. Đứng ở đây cũng đau, bước đi cũng đau, nhưng cái nào nó đau hơn ạ? Thì mọi người chọn cái nào ạ? Nhiều khi em thấy là kiểu cái bên kia sườn đồi cỏ nó sẽ xanh hơn ý, và cái nỗi đau kiểu khi nó sẽ ít hơn ý, nhưng mọi người vẫn không dám làm. Thì mọi người không thể nào mà mọi người có thể là bỏ được một cái gì đấy mình đang có, đúng không ạ? Và đặc biệt như là em ở trong một quan hệ, và em cũng nói chuyện với những người chị em hoặc là những người khách hàng của mình, khi mà họ càng có nhiều thì càng sợ mất nhiều, đúng không ạ? Kéo khi yêu nhau 2 tháng thì bỏ nhau dễ, nhưng 2 năm mà mình có thể là rời đi được thì lại cảm thấy rất là nó khác. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi em chỉ nghĩ là mình cân nhắc xem là ok, mình đang ở đây, mình đang cảm thấy không ổn. Và cái việc mà mình cứ ở lại đây chắc chắn nó sẽ đau hơn cái việc mình thay đổi. Và đúng là kiểu cái pain thì nó sẽ như là grow thì nó cũng song hành với pain mà, đúng không ạ? Mình muốn thay đổi, mình phát triển thì mình sẽ có pain thôi. Và em cũng rất là chia sẻ và đồng cảm chị ở một điểm làm, đúng là khi mà mình chưa thực sự là mình biết cách để yêu bản thân mình thì mình rất là khó đón nhận. Kể cả như em ở trong mối quan hệ với cả bạn trai em ngày xưa, bây giờ là chồng em bây giờ, chứ đúng là những cái lúc mà anh ấy khen hoặc là những anh gì anh ấy bảo là ôi em là người con gái thông minh nhất mà anh từng gặp này, rồi em kiểu em rất tuyệt vời mày kia, mà ôi thật á cái gì đây, xong em nghĩ là chứ sao mình lại yêu phải một ông mà người ta lẻo mép thế nhở so funny it is. Nhưng mà hóa ra em thì cái tâm sự đấy nó không phải là của riêng ai ấy, mà nó rất là chung ấy. Đó thì em nghĩ đúng là kiểu hành trình mà làm người tình của các anh thì cuối cùng lại làm hành trình làm người tình của chính bản thân mình, đúng không ạ? Wow, câu này hay dã man luôn đấy, rồi người khác có hành trình người tình của mình. Có một cái mà chị trong lúc mà em nói chị thấy rất là đúng ý, đấy là càng khi mà chúng ta càng có quá nhiều ấy, càng có nhiều thì chúng ta càng sợ mất nhiều. Chính là cái trick, cái mà chị học được trong tất cả những mối quan hệ đổ vỡ và whatever, thì cái đấy ra ấy, chị nhận ra ấy, đấy là chị chỉ cần có đúng một thứ thôi, và khi mà mình nắm được đúng cái thứ đấy ấy, thì mình không sợ mất cái gì cả. Đấy là mình có bản thân mình. Khi mà mình có chính mình ấy, thì dù mình mất đi cái gì, mình mất đi người đàn ông này, mình mất đi công việc này, mình mất đi số tiền này, thì mình vẫn có cái cô gái này ở đây với mình. Như vậy là đó, chỉ cần mình có được mình thì mình sẽ không sợ mất cái gì cả. Đúng rồi, chỉ có bản thân mình đúng không? Dù thế nào thì cũng có bản thân mình. Thế chị Thu cho em hỏi thì bây giờ nhá, như thế nào thì là một người đàn ông lý tưởng đối với chị? Sau một cái hành trình rất là dài rồi, đã là người tình của chính mình. Nhìn chung, mọi người nghe cô gái ấy chia sẻ thì cũng đã thấy là cô ấy yêu bản thân mình đúng không? Yêu cả những cái phần mà cô ấy đã từng ghét của bản thân mình, thì chắc chắn là cô ấy đã rất là khác rồi. Thì bây giờ với chị như thế nào thì sẽ là một cái người đàn ông lý tưởng ạ? Chị nghĩ là khi mà em hỏi cô đấy thì cái điều ngay lập tức nó nổi lên, nảy lên trong đầu chị đấy là một người có self-aware tốt, nghĩa là một người có khả năng tự nhận thức bản thân rất là tốt ấy. Thì khi mà bắt đầu từ đấy thì anh ấy sẽ là cái người mà biết dừng mình lại, hay là biết đẩy mình đi đúng cái thời điểm, chứ nó không bị, mình sẽ không bị gọi là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay là bị ảnh hưởng bởi những cái nhân tố xung quanh nữa. Thì self-aware là một cái rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chắc chắn sẽ là một người mà đi theo tâm linh, bởi vì chị khá là, chị cũng là một người khá là tâm linh, và rất là, chị nghĩ là nếu như mà có một người bạn đồng hành mà cũng tin tưởng những cái gì mà mình tin tưởng, có thể hỗ trợ được mình, chia sẻ với mình thì nó rất là tuyệt vời. Thì self-aware, tâm linh là một người rất là tốt, thì rất tuyệt vời. Còn một cái nữa là có những cái mindset khỏe mạnh, những cái tư duy khỏe mạnh. Những người mà có tư duy khỏe mạnh thì chắc chắn sẽ là những người có hành vi khỏe mạnh. Những người như vậy thì mình rất là thích ở cạnh. Chị đã gặp, chị cảm thấy điều kỳ lạ đấy là ngay sau khi mình thay đổi, mình biết được trân trọng bản thân mình hơn, mình gặp được nhiều người như vậy hơn. Tức là có những cái người mà mình gặp là mình biết là ok, họ không phải là người mình muốn dành thời gian cùng, nhưng mà đồng thời mình gặp được rất nhiều người mà kiểu mind blowing luôn, nó kiểu wow. Thế là em chỉ cảm giác khi nghe chị chia sẻ thôi, cũng là kiểu vì mình đã hiểu rõ bản thân mình, nhưng mà cái người đàn ông đấy
chắc là nó cũng chị đang ở tầng mây này đúng không, thì sẽ mong muốn gặp ở cái tầng mây đấy. Còn tất cả những cái sự self awareness các thứ, bản thân em thì khi mà em trong một quan hệ với chồng em nhé, trước đây thì em cũng chưa vào hành trình inner work hay chữa lành hay cái gì đấy, nhưng mà em cảm giác thôi là mỗi người sẽ đều có một cái potential ấy. Và mình biết là mình đã từng thay đổi được, và mình cảm em dần dần em cảm thấy được là em mời anh đấy cũng thay đổi với em, không mặc dù anh ấy không nhận ra, nhưng mà cái cách mà anh ấy thay đổi theo khi anh ấy cũng không chữ anh ấy cũng không nhận ra nữa. Mà em thấy được đàn ông ấy khi mà đúng là họ họ healthy, họ khỏe mạnh, thì họ có một cái capacity of love ấy, nó vô cùng lớn ấy, và nhiều khi là nó tinh tế mà mình còn không phải nhận ra. Em chỉ cái ví dụ đơn giản như cái người đàn ông của em là bọn em mới nhận nuôi một con mèo. Thì cái hôm mà bọn em đến cái shelter là cái trại mà của nhiều động vật ấy và bỏ rơi và mọi người nhặt ở đấy, thì bọn em xem cái em mèo này, thì lúc ấy em ấy là ngồi ở trên rất là cao ấy, tức là kiểu ở trong cái phòng riêng của em đấy thì có những cái đồ chơi hoặc những cái cây crashing tree ấy. Thì em ấy chọn một cái vị trí ngồi trên rất là cao, thì nó chỉ như vậy thôi, bọn em phải kiểu bắc thang lên ý, xong rồi với vào ấy, xong rồi kiểu phải chào nhau, phải mèo miết ở đấy các thứ. Thì xong đầu tiên thì em ấy rất là quiet, mà em bị không nhận, nhưng về sau thì mà em vẫn nhận cái em đấy, tại vì em nghĩ là kiểu thôi thì em nào em nghĩ cũng yêu cả ấy. Kiểu mỗi một vào và trại shelter đấy thì em học rất nhiều bài học, kiểu mỗi một em thì sẽ có một cái quá khứ lịch sử riêng. Kiểu có em thì là do bị bỏ rơi ở ngoài Bahnhof, tức là kiểu ngoài ngoài bến tàu ấy, có em thì là chủ mất nên là phải dọn vào. Còn có em như cái em mà em nhận về là do gia đình chủ cũ là quá nhiều pets và kiểu trẻ con ấy, nên là mèo nó bị stress, nên là kiểu người chủ cũ thấy là kiểu không thể nào mà nhận nuôi được em ấy nữa, nên là sẽ vào đây để tìm một cái chủ mới. Thì nó chỉ là như vậy thôi, nhưng mà khi bọn em nhận nuôi em đấy thì bọn em đi mua đồ ấy. Thì khi bọn em đi mua đồ thì cái cây mà kiểu như là crashing tree cho mèo thì nó khá là đắt, em phải nói thật như vậy. Và em bảo là vào đây hôm nay mình bắt trích thì mình chỉ mua được khoảng kiểu 100 đến 200 thôi nhá, mình kiểu mình không thể mua hơn được ấy. Thì anh ấy cũng ok, và kiểu thực ra người Đức thì họ rất là chặt chẽ, chị cũng biết tính họ ấy. Thì em cũng không, em bảo là ok kiểu, và kiểu mình thì cũng nghĩ easy là chỉ cần mua một cái cây cho mèo nó cào cấu là được, chứ nó không ra ghế sofa của mình để nó cào. Nhưng cuối cùng khi mà anh ấy vào đấy, anh ấy nói chuyện với người ta, anh bảo là kiểu anh ấy muốn mua một cái cây mà kiểu nó cao nhất có thể. Tại vì hôm mà đi xem ấy, thì anh thấy là kiểu con mèo nó nằm ở trên cao ấy, nên anh nghĩ là kiểu mèo đấy, cái con mèo em sẽ nhận nó sẽ rất là thích nằm ở trên cao. Thế là anh ấy muốn chọn mua một cái cây mà kiểu nó có vị trí thật là cao ấy, để mèo nó có thể nhảy lên đấy. Em nhìn là người đàn ông của mình, em thấy kiểu wow, kiểu thật là tinh tế. Thực sự cái đấy em cũng không thể nhận ra luôn ấy. Mình cứ nghĩ là kiểu mình đã self-awareness rồi, mình đã kiểu đủ thứ trên đời ấy, xong các thứ mà không ngờ mình nghĩ là kiểu hóa ra là kiểu cái người chồng của mình cũng tinh tế như vậy. Mà nó chỉ là một cái hành động nhỏ thôi, nhưng mà kiểu còn nhiều cái khác nữa. Và khi mà em thấy đúng là kiểu bọn em commit, chứ bọn em kết hôn rồi sau bọn em nhận nuôi mèo ấy, thì em cảm giác là anh ấy cũng lớn lên từng ngày ấy. Có thể anh ấy không nhận ra ấy, nhưng mà cái cách mà anh ấy quan sát, cái cách mà anh ấy quan tâm và yêu thương những cái người mà quan trọng với anh ấy, nó cũng thay đổi nhau. Bọn em cũng gặp nhau mà kiểu khi mà bọn em còn rất là trẻ, và đúng là kiểu cũng no clue là kiểu cái cuộc sống tiếp theo nó sẽ như thế nào. Thế nhưng mà dần dần thì em thấy là kiểu mình lớn lên ý, và anh ấy cũng lớn lên ý, nên em thấy là với em như vậy thì là cái tình yêu nó sẽ là nó như của cái kiềng ba chân ý, tức là nó dựa vào nhau ý, chứ nó không phải là kiểu một ai dựa vào ai đấy. Và kiểu để mình có những cái lúc thì có thể là thời gian ngắn hạn nó sẽ như thế, tức là một người sẽ dựa hoàn toàn vào người kia, nhưng em nghĩ là để trên đường dài thì hai người sẽ kiểu như là trụ vào nhau như này, và sẽ cùng nhau lớn lên và cùng nhau phát triển như vậy. Thì với em thì em thấy là kiểu cái điều này nó cũng có ý nghĩa, và kiểu tình yêu thì nó cũng như một cái hạt đúng không, nó cứ dần dần nó nảy mầm, nó cùng nhau lớn lên. Có thể là mình cũng chưa hoàn hảo ở trong cái thời điểm đấy đâu, nhưng mà nhìn bản thân mình lớn lên và cũng nhìn người kia lớn lên ấy cũng là một cái điều niềm vui với em. Em muốn hỏi chị Thu cái câu là kiểu thực sự là mình muốn một người đàn ông như thế nào ấy, tại vì với em cái câu hỏi rất là quan trọng. Em làm việc với những cái cô gái trẻ mà họ cũng muốn yêu đương ấy, thì em chỉ hỏi họ một câu đơn giản thôi là em muốn yêu một người như thế nào, rất nhiều người không biết. Thế em bảo là khi mà kể cả bản thân mình còn không biết là mình cũng yêu người như thế nào, thì ok đúng là mình có thể lao vào thị trường circle dating mình có thể gặp rất nhiều người đàn ông khác nhau đúng không ạ, thì cái đấy cũng là một cách học hỏi cho mình. Nhưng mà thực sự nhá, với em thì em vẫn tin được là nó có một cái điểm gì đấy, nó là một cái cốt lõi mà khi mà kiểu mình gặp được cái người, thì không phải là một người nhá, nhưng mà gặp một cái type như vậy, tự nhiên là mình sẽ muốn pô vào người ta. Hoặc như hôm trước bạn em có gửi cho một cái bài gọi là kết nối với cả câu hỏi và câu trả lời, cái gợi ý ký mở rộng của em ý là chị nghĩ là ra chị sẽ nói được như thế này nhá. Đấy là cái lý do mà chị biết được là chị muốn gì ý. Đấy là bởi vì chị đã đi qua rất nhiều
những cái mối quan hệ mà chị sau đó thì chị đúc kết đấy, đây là điều mà chị không muốn. Và chị nói thật đấy là chị rất là biết ơn cái mối quan hệ đấy, biết ơn cái hành trình đấy, và chị nghĩ rằng ấy là không ai có thể cắt ngắn được cái hành trình đấy được. Nghĩa là mình không thể nào mà xem một người này nói là cái người đàn ông của họ là như này, tôi tin là tôi yêu những người đàn ông như này, và sau đó mình biết rồi mình cũng muốn như thế và đi tìm người đàn ông đấy. Nó không phải như vậy, nó không work như thế, mà đấy là mình sẽ cần phải open up, mình sẽ cần phải mở rộng trái tim mình ra, mình sẽ cần phải cho mình đi date, cho mình lựa chọn, cho mình vấp ngã, cho mình khóc, cho mình đau, và sau đó ấy thì mình rút được ra là cái điều gì mới là đúng với mình không muốn cái gì và mình muốn cái gì. Nó sẽ chỉ đúng cái trải nghiệm của mình thôi, bởi vì cái mà Hằng bối thích với cái chị thích có thể nó rất là khác nhau. Đúng ạ. Tức là mặc dù chị vẫn rất là kiểu lúc mà hai chị em mình nói đùa nhau, chị vẫn nói là mỗi lần em kể về chồng là chị em muốn, chị rất là muốn dụng chứng lấy chồng thôi. Rất là đông như vậy. Vâng. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng phải đi qua hành trình đấy, không ai có thể chạy trốn khỏi nỗi đau được cả. Chính thực sự là từ nỗi đau thì mình mới biết được là mình mới trưởng thành và biến mình thành cái người mà mình muốn trở thành được. Đúng ạ. Em đồng ý là thực sự là kể cả mình có, như hôm qua em nói chuyện với cả chị Na và chị Ninh thì em thấy thực đấy, kể cả hai chị em sinh đôi ấy, chỉ ra cách nhau có 5 phút ấy, cùng bố mẹ cùng ngôi trường sống mà cũng có những cái suy nghĩ rất là khác nhau. Và em biết được là mỗi chúng ta đều là unique, chúng ta đều là different, và that makes our special, đúng không ạ? Nên là đúng là kể cả là sau khi mình cùng yêu một hai anh trai trong cùng gia đình ấy, thì nó vẫn là khác nhau và trải nghiệm nó vẫn cùng khác nhau. Thế nên là đúng là quay về cái câu là bạn có biết là bạn sẽ thích người đàn ông nào không? Nếu mà bạn không trả lời câu đấy thì có trả lời được cái câu là bạn không thích cái điều gì của người đàn ông đấy không? Thì đó cũng là cái good start để mình bắt đầu, đúng không? Để bắt đầu hành trình. Và em cũng nghĩ là đâu phải là em gặp anh đấy, đó là đúng là anh chồng của em thì cũng là cái mối tình đầu tiên official của em. Người chồng là người yêu đầu tiên và sau đó cũng là người chồng của em cũng cảm thấy rất là may mắn. Nhưng mà thực ra trước đấy thì em cũng đã có những cái trải nghiệm yêu đương khác rồi, cũng có thể là cũng crush với ai đấy, hoặc là cũng thầm thương trộm nhớ, hoặc là mối quan hệ không tên nó cũng nhiều lắm rồi, nó cũng có những cái sự đau khổ chứ không phải là không. Và em nhận ra được là yes, that's okay, đúng không ạ? Sự đau khổ hay là vui mừng thì nó cũng là những cái trải nghiệm thôi, sau tất cả thì nó cũng là cái trải nghiệm và mình đều thấy trân quý nó. Ở đây có từ để em check xem là có ai đang theo dõi không. Đúng là hôm nay có chị Thu lên nói chuyện nên là có rất nhiều những người em người em đáng yêu của chị, như là em Hoa này, chào Hoa, chào My, chào em Thảo, chào Linh, chào Giang. Mọi người có câu hỏi gì cho chị Thu hoặc là cho Bồi Bồi không thì mọi người có thể để lại đây nhá. Còn nếu mà không thì chị em nghĩ là ok, trò chuyện ngày hôm nay của chị em mình thì cũng dần dần đi vào hồi kết. Thế chị Thu còn có chia sẻ gì thêm không ha? Về cái chuyện tình yêu này, hoặc là chị có thể nói thêm về cái self love, đúng không? Đúng rồi. Vừa nãy đúng rồi, chị Thu có chia sẻ là đúng là sau khi mà cái chuyện tình yêu đấy với các anh thì cùng nó dẫn về chuyện tình yêu với chính bản thân mình ạ. Thì với chị bây giờ thì self love nó sẽ như thế nào và nó đến từ đâu? Và nếu mà để pick, để nói nó trong vòng kiểu ba cái đầu dòng chẳng hạn lớn thì cái nào với chị thì nó sẽ là kiểu stand out nhất về self love? Bối kiểu chuyên gia đặt câu hỏi mà khiến người khác phải ngồi nghĩ đấy. Chị nghĩ là chị sẽ lấy lại cái câu mà em nói lúc nãy, chị thấy nó rất là hay, đấy là trên hành trình mà trở thành người tình của người khác ấy, thì mình sẽ cần phải học cái trở thành người tình của chính mình. Thì cái self love nó chính là cái việc mà biến mình trở thành người tình của chính mình ấy. Và thực sự là nó là một cái biển rất là rộng, một cái biển vô cùng rộng. Thì chị nghĩ là có, nếu mà tóm lại được trong hai thứ thì chị sẽ nói với là self love là bao gồm tất cả những cái phẩm chất tốt đẹp nhất mà mình có thể nuôi dưỡng được ở bên trong mình. Nó bao gồm một cái việc là mình thừa nhận, chấp nhận và nuôi dưỡng cái ánh sáng của mình. Nó bao gồm những cái thứ nó rất là xinh đẹp tuyệt vời, nó giá trị này, khả năng này, tố chất này, những cái thói quen tốt đẹp của mình, khao khát của mình, mơ mộng của mình rồi đấy. Nó nuôi dưỡng cái đấy, nhưng mà đồng thời cũng là chấp nhận, ôm ấp, chuyển hóa những cái bóng tối của mình, những cái mà mình gọi là nó xấu xí, nó ghê tởm, nó đen tối, nó không chấp nhận được, nó không đáng để người khác biết tới. Thì đấy là cái niềm tin của chị. Và nói thật là cả hai cái khó như nhau, cả hai cái khó như nhau. Khi mà mình thừa nhận là ôi mình giỏi ấy, nó là một cái nỗi sợ. Ai mà mình nghĩ là mình giỏi,
Hay là khi mà mình phải nói là à thực ra là mình rạng rỡ như thế này, thế nhưng mà có những cái ngày mà mình chỉ muốn thở muốn khóc thôi, mình cũng bừa bộn, mình cũng imperfect các kiểu, chứ nghĩa là mình phải chấp nhận được cái điều đấy. Thì hai bài học đấy khó như nhau, và đây là chị luôn luôn nghĩ rằng cái gì nó cũng cần thời gian ấy. Self love nó cũng vậy, nó sẽ không phải là mình học kỹ năng này, mình biết cái idea ý tưởng là à mình sẽ cần phải làm cái ritual này, mình sẽ làm cái này cho mình sẽ mua cái này cho mình thực hành cái này cái kia là sau một thời gian là xong. Nó là một cái hành trình cả đời, bởi vì chúng ta luôn luôn phát triển, chúng ta luôn luôn thay đổi, chúng ta luôn luôn chuyển hóa mà. Và mỗi một khi mà chúng ta lên một cái level mới, chúng ta trở thành một con người khác, thì có nghĩa là gì? Nghĩa là mình phải học lại, mình sẽ aware lại, mình phải cần phải thu thập lại thông tin về chính mình, và mình chấp nhận lại cái cô gái này, mình chấp lại cái chấp nhận học cách yêu thương nuôi dưỡng phiên bản mới của mình, như đồng thời chấp nhận nuôi nấng chuyển hóa cái phiên bản cũ của mình nữa. Cho nên là nó sẽ là kiểu không bao giờ kết thúc cái hành trình này. Thì đấy là thế là gì mà chị muốn chia sẻ không? Ôi trời ơi, không deep quá, siêu deep gần nữa. Người chị em bạn gì ạ? Em thì em nhớ có một câu như này rất là cô đọng là chúng ta rất là dễ thì yêu bản thân mình khi mà chúng ta tỏa sáng. Thế nhưng mà the act to work start when khi mà chúng ta in the bóng tối, đúng không? In the shadow, in the darkness. Và có một cô gái đã từng nói với em là em yêu bản thân em vãi chưởng. Tại vì em trẻ, em xinh, em có tiền trong tài khoản, em mua món ăn, mọi món ăn mà em có thích, đi những nơi mà em có thể muốn, em yêu bản thân em vãi chưởng ạ. Thế em hỏi cô ấy là thì nếu bây giờ em không còn trẻ như bây giờ, em không có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng, em không được đi những nơi em thích ý, thì em có yêu bản thân mình không? Và hôm qua em có nói với người khách hàng của em có một câu nữa là đúng là em mới đọc được ở đâu đấy thôi chứ không phải là tự nghĩ ra. Em thấy cũng rất hay là cái phanh của xe đạp ấy, nó sinh ra nó không phải để cho mình nó không phải để ngăn mình đi chậm lại, mà để cho phép mình đi nhanh hơn. Thế nên là em nghĩ là ok, khi mà mình làm cái work này và khi mà mình cho bản thân mình một cái safe, tức là mình còn yêu bản thân mình kể những cái lúc mà mình rũ rượi, mình xấu xí, mình xù xì, mình thất bại đó, hãy cho bản thân mình một cái safe như là một cái phanh xe đạp á, để mình có thể phóng ra ngoài kia, mình làm cái gì mình muốn, để nhỡ mình có sẩy chân đi chăng nữa, mình vẫn biết là mình vẫn an toàn, mình vẫn ở đây, ít nhất là có bản thân mình. Và mọi người cứ tin mình đi ạ, khi mà mình có bản thân mình, mình yêu thương bản thân mình á, thì mình sẽ gặp được cái người tình thứ hai nữa, mà có thể là cái phiên bản nam của chính bản thân mình ở ngoài kia. Và kéo khi những cái người đấy nó sẽ ở đấy để nhắc nhở cái người tình của chính mình với mình ạ, là mình đã tuyệt vời như thế nào, và mình vẫn ở đây, và mình safe, và mình được là chính mình. Và em nghĩ là không còn gì phù hợp hơn khi mà kết thúc lại với câu với em nhá, là khi mà mình gặp đúng người, mình yêu đúng người, mình yêu mình, và mình gặp đúng cái người mà người ta yêu mình vì mình nữa ấy, thì mình không cần phải lớn lên ạ. Mình grow old nhưng mình feel young. Thì đó là cái điều mà em cảm thấy trong tình yêu, thì cái điều mà em cảm thấy rất biết ơn, ít nhất đến hiện thời điểm này em đang được là như vậy. Và em biết được là những người đấy ít nhất nó đang là kiểu cái the one cuộc đời mình, tomorrow never knows, nhưng mà em cảm thấy rất là vui vẻ, biết ơn cho chính cái giây phút và hiện tại mình đang có. Thật chị hai chị em siêu deep, người rủ nhau nói chuyện. Chị muốn áp thêm một cái khi mà lúc bố nói về the one ấy, đấy là chị có một niềm tin, đấy là chúng ta không chỉ có một the one đâu, và thực ra ấy, đấy là nó đến từ cái trải nghiệm của chị thôi, khi mà chị vẫn đang tìm cái the one đấy của chị, thì những cái người đàn ông cũ của chị họ tự nhiên turn out to be a perfect man. Mặc dù mình không còn nhu cầu là bạn gái của họ nữa, nhưng mà họ đối xử quá là tuyệt vời. Và chị thấy là nếu như mình, tức là nó, tất cả mọi người đều là phản chiếu cái tình yêu của mình thôi, nên là có the one đấy, nhưng mà đồng thời cũng nghĩa là mình có thể có rất nhiều the one khác. Đôi khi ấy, mình không cần phải quá tập trung vào cái the one đấy. Cherish được tất cả những cái đồ ăn xung quanh mình, biết là mình có rất nhiều option, mình có rất nhiều những người mà sẵn sàng yêu thương, chấp nhận mình. Là một cái khá là hay. We are more than enough and we have more than only one choice, đúng không ạ? Yes. Yay. Nói chuyện siêu deep quá cơ. Không biết là chị em ở đây thì còn có câu hỏi thì hai chị em mình không? Nếu mà không thì như đã hứa và đã phím trước với chị Thu, thì em sẽ có một set câu hỏi dành cho những người guest của mình ở đây.
Đến cuối chương trình là mình trả lời thì are you ready? Ok. Vui thôi mà, fun thôi mà, những cái câu mà đã deep ơi là deep thì đã hỏi hết rồi thôi. Bây giờ chỉ những cái câu fun thôi. Nên là yên tâm. Câu hỏi đầu tiên ạ. One truth about yourself and other people don't know yet. Nói một cái sự thật nào đấy về bản thân chị mà thực ra mọi người không hề biết. Một cái sự thật về bản thân chị mà mọi người không hề biết. Cũng sao khó nhỏ để nghĩ xem nào. Có gì mà mình chưa nói ta? Nhiều hôm qua em hỏi chị Na với cả chị Ninh và chị khó thế bố thử lấy ví dụ đi. Thế em có lấy ví dụ là thực ra mọi người nhìn em nói nhiều ấy, nói những cái máy khâu nhưng mà em lại là người rất thích ở một mình. Thế thì có, chị nghĩ là chị có cái gọi là social anxiety. Nghĩa là chị rất là không thích đi đến party, đi gặp nhiều người, đặc biệt là nhiều người mới. Nếu như là trong nhóm khoảng 5 người, chị nghĩ là 5 người đổ xuống thì khá là ổn và thoải mái, nhưng mà kiểu cứ 5 người đổ lên là chị kiểu bị freeze luôn, kiểu không biết nói gì ấy. Cũng introvert à? Có phải introvert không? Đúng rồi, mà nói nhiều quá là cũng kiểu bị mất năng lượng đấy. Ừ, đấy, ok. Thấy chưa? Thì mọi người thấy chị Thu kiểu cũng livestream là nghề của chị. Nhưng mà ra là người cũng... cảm ơn chị, thì rất fun đúng không? Câu thứ hai nhá. Cái lời khuyên nào là người khuyên tệ nhất mà chị từng được nhận? Tệ nhất. The word advice. Đó làm chị nhớ đến cái lời khuyên của mẹ chị lúc mà chị ở bên Đức ấy. Hồi đấy là bố mẹ chị cứ mong chị ở bên Đức xong lấy chồng. Thế là mẹ chị mới cứ khuyên đấy là: con ơi, nếu như mà có anh nào mà cứ để ý, gợi ý với con thì con cứ đợt đầu đi nhớ. Khuyên tệ nhất là chị từng được nghe đấy. Thế hồi bên Đức của anh là ông ta? Có anh ấy nhưng mà toàn những cái mối tình tệ nhất của chị mà chị từng có đấy. Nên là chị không có gần đầu. Ok. Hôm nay em xem một cái chia sẻ của chị, xong em có lẽ comment là hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ là hàng xóm ở Đức nhé. Biết đâu đúng không? Cứ mơ đi. Cảm ơn chị. Câu thứ ba là cái việc mà cuối cùng, cái điều cuối cùng mà chị làm trước khi đi ngủ hàng ngày là gì? Điều cuối cùng mà chị làm trước khi đi ngủ thông thường ý, thì sẽ là chị nằm ôm con nâu đá. Chị sẽ đọc sách một tí. Nhưng mà dạo gần đây thì sẽ có một vài ngày mà chị sẽ nhắn tin cho Giang. Thế nhá, thế là chị không phải bật mí cái khác mà không biết. Thật ra là một cái người em ở phải kiểu làm cái gì evening ritual chứ. Thật ra là nhắn tin cho Giang 5 phút kiểu ritual. Hay là bây giờ chuyển sang ritual nhắn tin cho Giang cũng được, cũng vui mà. Ok, cảm ơn chị. Ở này thì em nghĩ cũng hơi điếc một tí này. Cái phần nào ở trên cơ thể của chị thì chị cảm thấy thích nhất, yêu nhất? The which parts of your body that you love the most? Chị nghĩ là most thì khó để chọn lắm. Con trái tim. Nụ cười. Chị thích mắt của mình. Mắt à? Nào nhỉ? Nó đi. Thực ra ngày trước chị rất là ghét mắt của chị luôn ấy. Một đợt mà chị cái lý do mà chị đeo kính là bởi vì chị cố tình làm chị bị mù để chị có thể đeo kính thì chị không nhìn thấy mắt của mình ấy. Nhưng mà dạo gần đây, chắc là khoảng 2-3 năm gần đây, chị thấy mắt của chị rất là đẹp. Một lần nhìn vào thì thấy nó rất là sâu, chị rất là thích đôi mắt của mình. Em cũng rất là thích đôi mắt của chị. Nó là identity của mình mà, đúng không? Đấy, thấy cười một cái đã thấy kiểu tàn nắng rồi. Em cũng thích nụ cười của chị nữa. Câu hỏi cuối cùng là nếu mà chị được tạo ra một cái luật mà nó áp dụng cho cả nhân loại thì nó sẽ là điều luật gì? Thì sẽ là mọi người đi ra đường cười với nhau. Là mọi người. Đúng là nói này thì kiểu wow, so beautiful. Vậy mọi người hãy cười với nhau nhiều hơn nha. Em cũng thấy là kiểu mọi người hãy phải cười với nhau đúng không? Không biết là ngày hôm đấy của mình như thế nào, nhưng mà nếu hãy dành cho nhau và nào cho nhau cười được thì đó là một cái điều rất là xinh đẹp. Nghe một bài của Mr. Roger ấy. Cái đáp đấy là it is a style to wear a smile, nghĩa là nó là một cái phong cách ấy. Giống như là em mặc quần áo ở trên người thôi. Cái việc mà mình cười một cười nó cũng là một cái phong cách của mình, nên chị thấy nó rất là hay. Yes, và em nghĩ là đúng là kiểu
cái nụ cười, đúng là nó cái phong cách. Mà như bản thân em chẳng hạn, em nhớ có một lần có một người bảo với em là dù điều gì xảy ra chăng nữa thì đừng đánh mất cái nụ cười này. Tại vì em cảm thấy em cũng cười rất nhiều, em cười rất nhiều luôn. Và có lúc mà kiểu em bất lực không làm gì được em cũng cười ấy. Thì em thấy kiểu cái nụ cười là cái signature của mình. Và ngày xưa em từng cãi nhau một đứa bạn rất thân ấy, tại vì là kiểu lúc đấy mình found out ra một cái bí mật của nó, nhưng mình không làm gì khác được ngoài cười ấy. Thế nó cứ tưởng mình lại láo. nó lại bảo là con này láo. Ý như kiểu hồi em hỏi anh cái câu hỏi vui vơ là kiểu chuyện tình của anh như thế nào ấy, mình không biết giải thích như thế nào luôn. Tại vì thực sự mình bảo không phải là mình không đồng cảm, không phải mình không đau, nhưng mình không biết làm thế nào. Thực sự là cái lúc ấy mình hay cười. Có lần anh trai em bảo là mày như con điên ấy, suốt ngày mày cười. Nhưng mà em nghĩ là đến bây giờ thì mình nhận được là nó không sao hết, đúng không? Đúng không? Trong tình huống xấu nhất thì mình vẫn còn cười được, thì vẫn còn cười là vẫn còn sống mà. Vẫn còn sống là vẫn còn hy vọng. À, yeah. Cảm ơn chị Thu rất là nhiều vì ở đây đã chia sẻ cái câu chuyện của chị với vương vị là một người tình. Một người tình mà rất là thực sự rất là tình cảm, rất là tình mọi người, kiểu tình bệ bình ấy. Và em nghĩ là đúng là kiểu tình yêu nó sẽ rất là đặc biệt với mỗi người. Nó thể hiện đâu đấy, nhưng thực sự nó là điều, với em nó là ánh sáng ấy, nó là cuộc đời. Thế nên là dù chúng ta đang ở đâu, trong đó chúng ta có độc thân, chúng ta có đang ở trong một quan hệ, chúng ta có kết hôn hay là thế nào chăng nữa, thì mọi người hãy giữ lấy cái tình yêu nhá. Hãy giữ lấy tình yêu và cuộc đời. Và đó là cái, em nghĩ là cái thông điệp mà em muốn cover cả cái theme của ngày hôm nay. À, đến phần cuối cùng nữa là hiện giờ thì chị Thu có một cái dự án nào không, hay là có cái món quà, hay có cái khóa học, hay có bất kỳ điều gì chị Thu có thể gửi tặng đến Bối và To You được không ạ? Hiện tại thì chị chưa có cái offer gì ngoài một cái. À, ngoài cái đấy là chị đang có kênh YouTube mới, đấy là một cái đứa con mà chị rất là thích. Thì thực sự là cái kênh YouTube này chị làm nó ra để tất cả những cái gì mà chị, cái nội dung mà chị làm nó ra ấy là để tặng cho chị cách đây khoảng 5-6 năm. Chị nghĩ là sẽ có người nào đó cần cái thông điệp này. Cái 5-6 năm là 5-6 năm trước là cái thời gian mà chị chật vật và đau khổ nhất về tất cả mọi thứ, về tình yêu, về công việc, về tiền bạc, rồi về mục đích sống các kiểu. Thì đấy sẽ là cái mà mọi người có thể tìm được ở trên kênh YouTube đấy. Ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn một tí nữa về tâm linh, về cái mà mình khá chia sẻ khá, mình cũng hay nói về luân xa 2 rồi năng lượng cái này cái kia, nhưng mà nghĩa là trên kênh YouTube đấy thì mình sẽ có nói ở cái một cái tầng sâu hơn về những cái gọi là tâm linh. Cũng như là chia sẻ cho mọi người một cái góc nhìn khác của nó. Thì nếu như tí nữa mình sẽ đánh cái YouTube đấy ở bên dưới này và thích follow nó ha. Yeah, mình cũng đã follow mọi người, mình cũng hay vào xem thử comment. Nên là mọi người nếu mà ai quan tâm thì hãy vào. Với em thì em thấy kiểu về mặt tâm linh hay năng lượng ấy, nó có rất nhiều góc nhìn ở nhiều cái perspective khác nhau, từ có thể là vì tôn giáo, về đạo Phật. Như em thì em tiếp cận nữa ở về khoa học, em đọc thấy wow, rất là amazing ấy. Nên là welcome mọi người, đúng không? Tìm hiểu sâu hơn và hãy em nghĩ là kiểu học hỏi nhiều và để xem cái nào cách nào áp dụng với mình nhất, cũng như hẹn hò mọi người, đúng không ạ? Thế nên là cảm ơn chị Thu chia sẻ. Tiếp nữa chị hãy để cái link ở bên dưới trong cái livestream này của mình nha, để kiểu chúng ta hoặc ai quan tâm thì cùng theo dõi. Rồi, cảm ơn chị Thu rất là nhiều hôm nay buổi trò chuyện siêu deep, siêu vui. Hy vọng là chúng ta có nhiều thời gian hơn nữa thì sẽ có những cái buổi trò chuyện này sau, trong tương lai nhỉ? Và nếu mà mọi người... Tôi mời lên đi xuống ngồi chém gió này quá vui mà. Và nếu mà mọi người có câu hỏi hay mọi người có cái tương tác gì thì hãy để lại cho chị em mình biết. Và đặc biệt là có câu hỏi nữa, có chị Thu ở đây là một người coach, một người rất nhiều kinh nghiệm nữa, thì có thể là giúp các bạn trả lời câu đấy, tại sao lại không, đúng không ạ? Ok chị nha, thế chúc chị một buổi chiều thật vui vẻ, chúc Nâu Đá cũng sớm khỏe mạnh lành lặn nha. Ngày mới ở bên Đức thật là tuyệt vời, rực rỡ ha, ngày trăng tròn đây của mình. Là cái ngày mà thủ nữ lên nhiều nhất, mình bắt đầu dài ra một đường nhảy múa các kiểu. Nào múa ngoài cây quần nào mọi người, rồi bye bye mọi người nha. Cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Yêu chị. Bye bye.